AMC Futsal Asian Cup QS 2022, bản quyền phát sóng thuộc về FPT Play. Cú đá vừa rồi là của Akabua, anh vẫn đang bị đeo bám bởi Thái Huy. Rất căng, rất căng. Đó là những cú đá, nhưng đó là phản xạ xuất sắc đến từ Hồ Văn Ý. Vẫn là niềm tin được giữ chắc bởi thủ thành Hồ Văn Ý của chúng ta. Hai pha cản phá liên tiếp, tuyệt vời. Tiếp tục là một tình huống mất bóng ở khu vực sân nhà, nguy hiểm quá. Hồ Văn Ý cản phá tốt, tuyệt vời. Điều thần kỳ, đó là một điều thần kỳ mà chúng ta phải thấy là Hồ Văn Ý đã có một phản xạ bằng một bàn tay thánh. Phải nói là như vậy, không tin được, không thể tin được là tình huống này chúng ta không bị thua. Javan không vào. Hồ Văn Ý bắt bài quá hay khi anh đã quyết định băng lên cự ly 5m để che góc. Quá xuất sắc Hồ Văn Ý. Rất nguy hiểm. Tajibi vẫn chưa thể có được tình huống đưa bóng gọn gàng vào khung thành của Hồ Văn Ý. Hồ Văn Ý vẫn kịp thời để cản phá, dứt điểm. Một lần nữa là cản phá xuất sắc đến từ Hồ Văn Ý. Tajibi xoay rất dẻo. Xả bài rất hay. 1-2, không vào, vẫn còn, vẫn không vào. Hoàng hồ Hồ Văn Ý với một pha phản xạ tuyệt vời. Đội tuyển quốc gia Nhật Bản đã ngay lập tức tạo ra sóng gió với một đường truyền có thể nói là cực kỳ thuận lợi. Chỉ có Hồ Văn Ý mới có thể làm được điều này. Quá hay. Oliveira lấy biên, không vào. Quá hay Hồ Văn Ý. Chúng ta tưởng như là bàn thắng tới với Nhật Bản, nhưng khoảnh khắc này, khoảnh khắc tuyệt vời, khoảnh khắc cứ như là một siêu nhân. Nguy hiểm quá. Hoàng hồ Hồ Văn Ý vẫn còn, vẫn không vào, vẫn không vào. Tuyệt vời. Chúng ta phải dành nhiều lời khen cho Hồ Văn Ý ở trong pha đối mặt này và những tình huống bay nhảy. Sự tập trung là tối đa từ Hồ Văn Ý. Và Shimizu có lẽ là cũng đang bất lực. Một lần thắng trong pha đối mặt rồi. Ở tình huống cận thành như thế này rồi vẫn không vào. Oliveira đang lấy đà xa. Sẽ là một cú đá thẳng hay là một bài phối hợp của Futsal Nhật Bản đây? Không vào. Hồ Văn Ý trên cả sự tuyệt vời. Cú đá của Oliveira nó như là một cú đá đại bác, nhưng nó vẫn không nhanh bằng đôi tay của Hồ Văn Ý. Kinh hoàng với cú đá này của Oliveira. Một sai lầm. Hoàn hồ Hồ Văn Ý. Sóng gió vẫn chưa qua. Hồ Văn Ý là người chiến thắng. Áp sát với Quốc Nam. Đó là tình huống quầy hay đến từ cao thủ Hàn Quốc. Sút xa. Phản xạ tuyệt vời của Văn Ý. Chúng ta vẫn nhớ về một năm trước tại đấu trường World Cup, Văn Ý đã tỏa sáng như thế nào. Và không chỉ World Cup đâu. Lại sút. Rất nguy hiểm, tuyệt vời Văn Ý. Quá xuất sắc. Chúng ta khen Hồ Văn Ý thì cũng phải dành lời khen cho số 10 Shin Jong-hun. Người chơi tốt nhất cho đến lúc này. Phải công nhận rằng là người chơi tốt nhất ở trong cả hai đội. Và chiếc điểm vừa rồi có lẽ là không hợp lý của Minh Trí khi mà đối thủ đã áp rất sát. Cú đá căng. Hồ Văn Ý vẫn rất tuyệt vời. Và cái tên dứt điểm thì có lẽ là chúng ta cũng quá quen thuộc rồi. Người sở hữu nhiều pha dứt điểm nhất bên phía đội tuyển Futsal Hàn Quốc kể từ đầu trận. Shin Jong-hun. Shin Jong-hun rất nguy hiểm, không vào. Hoàng hồ Hồ Văn Ý rất tuyệt vời. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.